Nào giờ mới thấy con này đó. Không có, thường thường dính máy không mà, con trống ít dính đó. Dính thật. Này con trống nè, có lông trên đầu nè. Nó đẹp. Này con lông. Bữa là nó bài trắng con kìa. Ô. Bài trắng con. Ừ. Thằng con cò kìa. Đẹp không? Quá, thấy bài cò. Đó. Nè nè nè. Hết hồn mày cò. Ê, có nước ở dưới kìa. Ôi cò. Không gài dính quắc nè. Quắc hả? Không dính cò hả? Không dính cò, dính quắc. Quá trời bài cò. Mấy cái đám sậy này sao không bắt ổ cò? Rồi nhìn thấy đàn cò quá trời đàn cò. Đi, đi thăm. Hôm nay tiếp tục đi thăm bẫy nha các bạn. Đây có cái bẫy nè, mà không dính nè. Rồi dính đắng con, cái bẫy đầy gom hả? Đấy, đầy gom không dính nè. Không dính. Rồi đi về đắng đi. Bước lên. Bước lên mình đi thăm tiếp. Đi. Chứ đi. Đây cái bẫy nè. Nó không dính. Không dính. Vậy lóng sóng đạp vô một cái là bẫy đầy gom mới đại đó. Đây một em nữa nghe. Dính có cái móng giò không mà. Ê, rồi gớt nước rồi. Một em dính không quá ngủ á, không quá chết đầu nó, nhưng có chút xíu không dò. Cái này nó dính vô sao gỡ được, sao sức nổi. Dính có hai móng dò. Thì có mình thăm bẫy mình gài lại nè, bỏ vô đây cái bao đó, bỏ vô đi ha, gài lại cho nó ấy. Nè các bạn muốn gài thì gài gì nè, nghe này dễ gài lắm. Một em dính móng, dính có móng lọt không à, cái này móng gì cũng dính hết trơn á. Quá trời đàn cò ngoài nhiều à. Khùng. Đây, đây. Đây lại cái nó không thấy đạp lên. Dính phải không? Nó con này con gì trời? Này có gì ngố vậy? À, dính bằng chân mà sao gãy vò trên? Đập. Đập nãy ngang. À. Dính bằng chân mà gãy vò trên. Con đẹp quá ha. Dính con này đẹp quá. Trống. Rồi gỡ đi. Này là con trống à. Nó tới hai loại hả? Hai thứ trống máy. Con trống con máy. Nào giờ mới thấy con này đó. Con có thường thường dính máy không à, con trống ít dính đó. Dính thật. Này con trống nè, có lông trên đầu nè. Nó đẹp. Này con lông
Con này nó có lông lông màu nha các bạn, đẹp lắm nha các bạn. Này không có cây ấy hả? Này biết mới mua. Biết gà á, không biết gà các bạn ơi, nó đập vô tay. Tay là gì hu? Đập xương tay luôn nè. Đập cái là gì hu luôn á. Đâu có, đập đau thôi chứ không có gì chứ. Không đau hả? Không có nặng hả? Không. Này ướt 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 cái bao ướt. Rồi, hai em. Để trên này. Để dưới đập ấy á. Không được trước quay chứ. Nào dính chưa? Nè có cái bẫy nè. Bẫy này bẫy mới, chưa có dĩ nè các bạn. Bước trên dở đi nha. Đây là. Được hai em con trống con mái nè các bạn. Đây chuột quá trời, chuột cống à. Quá trời chuột cống đụng hang rồi. Sao bẫy này mà không dính chuột cống? Dính không? Để nhóc ở trên nè. Quá trời giấu rồi nè. Quay lên nè. Để nhóc trên con dính. Mới chơi dấu dò ỉa khùng hai chục cá mà dính không thấy được cái con gì nó đậu giữa dây nha dây chứ hai con có gõ hả. Kêu nhóc chưa nè. Bước nè, bước nó quay vào tròn. Bước là nó bài trắng con kìa. Ô. Bài trắng con nè. Ừ. Thằng cò kìa. Đẹp không? Quá thế này cò. Rồi, nè nè nè. Hết hồn mày cò. Đây có nước ở dưới kìa. Ôi cò. Không gài dính quắc nè. Quắc hả? Ừ. Không dính cò hả? Không dính cò dính quắc. Quá trời đại cò. Mấy cái đám sậy này sao không bắt ổ cò? Dạt qua đó. Dạt hả? Quá thế luôn. Hết hồn cái giường. Đây con cò trắng này kìa. Con trắng nằm trên bờ nè. Ơi cái đường này đứng chững à. Ơi. Trời bệnh chết. Trời bệnh chết hả? Nó không à dính cái bẫy nó vô tôi quấn cái cỏ trên á. Vậy luôn. Cho là con cò giặt chết rồi. Lấy cái bẫy đợi. Có ai mới sáng có bờ dưới không? Có hàng còn cá lô kiến gì nó không đứng ngay. Dạ nếu dò quá trời nếu dò bảy kìa. Ờ nó đẻ kìa. Nè, con này.
Đó. Ừ dạ. Nhìn anh nè. Kéo anh xuống. Rồi gãy rồi. Con này bự quá. Bự bự lắm hả? Bự các bạn ơi, quá nặng rồi. Con này có 600 g ạ. Có 600 g á. Quá nặng rồi. Lại được không? Đạp xuống lại. Khá thục. Ngon ghê nè. Cảm ơn. Ừ. Sao mà nó không mổ ta? Nguyên núi rồi. Trời ơi, nguyên một bầy con gì đen xì kìa. Trời tập. Quay, quay. Quá trời con ngồng cọc, bay đen xì luôn rồi. Rồi vô kết thúc rồi nghe các bạn, được 3 con. Không chúng mà mới đó cũng kiếm ăn được. Để nhau chừng là thân dính. Quá trời nẻ nè, trắng chân nè. Cò quá trời luôn mà nó không dính không. Để trắng hết đi.